Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái network OKEx chain mainnet vào cái ví MetaMask. Quý vị ai chưa biết tạo cái ví MetaMask thì quý vị có thể tìm kiếm những video trước để tham khảo. Rồi thì đây là cái ví MetaMask mà KTV đã tạo. Quý vị để ý đến cái phần Ethereum mainnet này, quý vị hãy chọn. Nếu quý vị sử dụng cái điện thoại smartphone thì quý vị hãy vào cái phần setting rồi chọn đến cái phần network. Ok, thì ở đây KTV sử dụng máy tính thì nó hơi khác một chút thôi. Rồi quý vị tìm đến cái từ custom RPC này. Ở cái ô thứ nhất là cái ô network name thì quý vị hãy để là OKEx trên mainnet. Rồi tiếp theo là cái ô new rpc url thì quý vị hãy đề là https 2.2- này exchange rpc okex.org okex.org. Rồi cái ô tiếp theo nào, chain ID quý vị đề là 66. Cái ô phía dưới nữa, currency symbol quý vị hãy đề là OKT. Cái ô block big browser quý vị đề là https này, https://www. okaning.com gạch okchain. Rồi quý vị hãy kiểm tra lại chính xác xem là nó đã đúng chưa nào. Rồi, sau khi kiểm tra chính xác, quý vị hãy chọn Server này. Ok, quý vị có thể bấm vào đây để tắt đi này. Nó đã được thêm rồi đây này. OKEx trên mainnet. Rồi, vậy thì làm sao để mà thêm được các token, bật được các token nó chạy trên cái trên OKEx này. Thì quý vị hãy vào cái địa chỉ website này, okalink.com. Ở ô tìm kiếm, ví dụ ở đây KTV muốn thêm cái USDT này này, thì quý vị hãy nhập cái mã token vào cái ô tìm kiếm này. Đây thì chính là cái USDT đây này, thì quý vị hãy copy cái contract này. Đây, copy này. Đó, quý vị hãy bấm vào cái biểu tượng copy. Copy xong, quý vị trở lại cái ví MetaMask và quý vị chọn vào add token này. Quý vị chọn vào add token. Quý vị hãy dán contract vào đây. Ok, đó. Ở bên dưới, hai ô nó tự nhận. Quý vị chọn vào let luôn này. Quý vị chọn add token này. Rồi, vậy là cái USDT nó chạy trên cái OKEx trên mainnet đã được thêm vào rồi đây này. Và bất cứ các token nào nó chạy trên cái này, quý vị cũng vào cái okalink.com để lấy cái contract của nó. Rồi tiếp theo là cái phần làm thế nào mà gửi token từ cái sàn OKEx trên về đây. Thì quý vị hãy vào cái sàn okex.com này. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn OKEx thì quý vị hãy đăng ký theo đường link ở phía dưới để ủng hộ KTV. Rồi thì quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt. Đây, quý vị chọn tiếng Việt và quý vị vào cái tài sản này này, quý vị chọn vào rút tiền này, rút tiền
ở cái loại tiền quý vị hãy chọn cái token mà quý vị muốn rút về cái ví. Đây, và cái này quý vị chọn đúng chính xác này, ok chưa? Quý vị chọn chính xác là cái token nó chạy trên cái network là OKE Exchange đó. Quý vị chọn khác cái trên là nó sẽ bị mất coin của quý vị đấy ạ, ok chưa? Đó chính là cái OKE Exchange này này, thì quý vị cứ thao tác như hướng dẫn ở trên này thôi. Đó, quý vị chọn tiếp tục này, rồi quý vị sang cái bên ví MetaMask và copy cái địa chỉ nhận để dán vào cái phần bên sàn OKEX và chuyển nó về cái ví này. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây.